các bạn, bây giờ là 4 giờ chiều nè, em đang ở trên quốc lộ 60 vậy, hướng đi Trà Vinh. Ngay chỗ này là nhà văn hóa khu phố 4 này, thị trấn Mỏ Cày. Nhà văn hóa này là nằm ngay trước sân vận động Mỏ Cày luôn. Còn mấy em đây là đường lộ mới nè, đường này em đi hoài. Dòng khúc này bây giờ quán xá chứ, mấy quán cà phê với mấy quán nước nhỏ nhỏ. Chủ yếu cho phục vụ cho học sinh trường chê nữa. Chiều hôm nay em sẽ ghé quay một cái quán bánh xèo của một cây cô Việt Kiều về đây mở, nằm ở gần tuyến tránh Mỏ Cày. Quán này bán chắc cũng được 2 tầng rồi. Đường này xưa là cái đường chính đi Trà Vinh, đi Trà Vinh bắt buộc là phải qua đây nè. Đây trường chê nè, xưa có một cái đường này nên xe cộ đông, giờ xe chia bớt qua bên tuyến trắng này, nên đường này cũng vắng khỏe. Mấy cái đường này mở rộng rồi cũng tốn kém, hai bên toàn là nhà dân, đền bù giải tỏa rồi nó cũng tốn kém. Cháo bò, hủ tiếu bò, xương bò nướng. Đường này bây giờ tập trung nhiều cái bột cột dẫn kẽn á, di tây nè, thì Shopee giao hàng tiết kiệm cũng ở đây nè. Giao hàng tiết kiệm nằm bên tay phải nè. Mấy bột cột hồi xưa nó nằm rải rác rồi tự nhiên gom lại ở chỗ này. Về bắn cá nè, giờ vòng vòng Mỏ Cày ra bắn cá đồ nhiều, đông nhất là khúc gần ngay bến xe Mỏ Cày. Thì mấy chỗ này cũng cho thuê, nhà cho thuê. Có cái xe chú chiên nè. Khu vực này thì lúc trước em cũng có nói vậy, giờ nó cũng không phát triển gì so với hồi xưa.
xưa xe cộ đông buôn bán vậy mà cũng không phát triển, giờ đất bỏ trống rác rưởi tùm lum. Giờ mấy cái quán ăn thì một là vô gần hướng chợ mở, hai là ra ngoài đường tránh để bán cho mấy cái xe dẫn lại từ hướng Trà Vinh qua. Ngoài đường tránh này thì mặt bằng rộng lại cũng rẻ, đây khoảng chừng 7-8 triệu là có cái mặt bằng, đó là thuê đất, còn nhà cửa thì tự mình xây nhà tiền chế gì đó, rồi tùy. Đây dòng xây Tiến Cánh nè, dòng xây này mấy năm nay cũng không có trồng bông gì hết, giờ bỏ cỏ mọc. Quán bánh xèo thì nằm ở phía bên kia đường, bên phía tay trái, giờ cũng còn hơi nắng quá. Đa số quán ở đây đoán toàn buổi chiều nè, quán nội xiên là mới quán 2 buổi. Đây quán nằm bên kia đường đây, quán Thanh Hà, bánh xèo, bánh cuốn, bánh thọt, nằm ở ấp An Vĩnh Một, Đa Phúc Hội, mở Cài Nam Bánh Tre. Giờ mở cửa là 6 rưỡi sáng tới 9 giờ tối. Chỗ này là nằm cách dòng xây cũng khoảng chừng 50-60 mét đó, dòng xây hướng này là đi về cầu Mỏ Cày Hai nè. Trời bây giờ rất là nắng, đang đậu ngay trước một cái bãi giữ xe này. Chỗ này là bãi giữ xe cho mấy cái quán ăn ở đây, xe tải đậu. Đó ăn thì giờ đậu xe phía bên kia. Rồi có bán bún nè, bò lá lốt nè, chảo tôm, bò quá chai, cơm tấm, bò lúc lắc, hủ tiếu, bánh canh cua, tấm này là nhiều món. Có số điện thoại luôn. Rồi, cô chú anh chị nào ở Mỏ Cày mà đi ngang khúc này thì ghé ủng hộ á. Đang chạy ngược về hướng dòng xây đây. Hướng này là đi Trà Vinh, chạy lên chợ Thơm. Đi Trà Vinh bằng đường mới cũng được, đi đường này thì nó vắng hơn.
nay thì chủ em quay cái quán bánh xèo của cô Việt Kiều đó. Cô chú anh chị nào chiều muốn ăn bánh xèo thì có thể lên đây á. Đi khoảng chừng 6 giờ chắc là mát. 6 giờ quán thì nằm phía bên kia nên là nắng chiều thì không có sao á. Chiều giờ đang chiếu cái chỗ hướng em đứng quay á. Trường mầm non Đa Phước Hội đây. Chỗ này chắc bỏ đây nè. Kế bên là bưu điện thì còn hoạt động. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại vào những cái video tiếp theo.